Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, hai trận cờ hay vừa diễn ra sáng nay, ngày 25 tháng 10 năm 2023. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên Mỹ Hạnh cầm đỏ đi tiên, Triệu Kim Thành cầm đen đi hậu, chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây, mất mã, hết quân, Triệu Kim Thành, buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai, Mỹ Hạnh cầm đỏ đi tiên, Triệu Kim Thành cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。Chơi đến đây sát cục, Triệu Kim Thành buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like, và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị, em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.